quân ở lại đâu đau của cử gì đời tao không biết sợ chi ai. Bắt nữa này là vua bắt mạng, bắt cái người nó bắt cái đâu thèm trả lời học quá đi lòng tập quá lòng tập quá rồi cho mẹ ngỡ ra không ngỡ hả sao nó ngăn ta không ngỡ ai cờ nó cho anh ngỡ không ăn nay nó đuôi thấy được cho anh ngỡ ta kêu anh ngỡ đi nó là thôi em no quá rồi em ăn hết nổi rồi cho rời cái bụng chút coi sao ăn không nổi vậy ai không có chửi nha mày ưa hổn lắm mày chửi làm bầm á ai bị quýnh đau quá quýnh vô bụng đáy rồi ăn ngựa tôi quýnh cái trúng ngay đừng biết hậu vậy tới 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 nấu ăn nấu ăn nấu ăn nấu heo nấu heo ba để tao coi coi nào coi nào cho mẹ đi ấm bụng lên đây trời đây nghe mày đi chỉ bên này đi bên kia chàm chỉ việc rầm non tôm không à, ăn đi ê, còn xe hả ta ăn đi ăn đi ăn đi ôi trời ơi đừng của tao mày á ai cho mày quên trời mày tưởng vậy là tao sợ mày sửa cơ nghe gán tượng lên biết cái nghề ăn trộm tao dạy mày từ nhỏ tới lớn mà gác con tượng lên đi ăn trộm đường phải không vô đúng không ăn con đứa đường phải không vô sửa cơ nghe Phan, buông tay chưa? Chú muốn ăn gì đó ăn đi. Ăn chứ. Chú muốn ăn chứ, chú đâu có sợ con. Về. Về. Thị xe. Có thị xe hả? Thị. Lộ nguyên đống dây mới bay đặt thị xe. Đống gì? Đống cứ đống nè. Đống cứ gì? Đống cứ làm gì vậy? Đi bắt ta hả? Đi bắt ta hả? Mà hồi mày còn mấy con? Mấy con còn mày bắt. Mày còn mấy cục cứt mấy con? Mày con bắt. Sửa cơ. Mày qua đi. Mày đụng mà tao thiên dài mày. Mày qua. Không có. Ra đây thôi. Ừ. Nó ngủ thiệt. Qua đây. Về đây. Chập này là gọi co rồi.
gì đâu, dạ hết. Bắt mày giờ nào cũng có hết. Giờ nào tao bắt mày lực. Ê không có mày. Giờ này mày lớn mày còn đi ăn trộm mày. Hành cái nghề gì mới đi ăn trộm mày. Sức tướng anh sĩ. Mày sống bằng nghề thất đức không nghề đi ăn trộm. Tao quýnh về nữa. Đâu 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 cũng tay ra. Ui. Nhưng mà cái quyền ta ăn trước mày nha. Khi nào tao ăn mày mới đó. Mày đụng pháo điện pháo mày. Đụng mới tao chưa ăn, người lớn tao chưa ăn, nít mày đâu ăn mày. Người lớn người ta ăn đàng hoàng. Tao chưa có ăn. Tao chưa có ăn. Mày chuẩn bị tao cũng chuẩn bị, tao chưa có ăn uống mày mà. Tao chưa có ăn uống, người lớn tao không ăn, nít tao ăn trước mày. Mấy rồi? Đếm. Thôi, 30 giây quýnh luôn nha. 28. Còn 30 giây quýnh luôn. Hơn giờ luôn, phút mấy quýnh luôn. Nó có nhúc nhích từ gì á, con này đéo được giờ rồi, đi đâu rồi đi. 28, 39. Mày ta chiếu mày chạy xuống mày. Mày cương hả? Mày cương. Thôi mày leo lên. Dạ, leo lên luôn ta. Leo lên luôn hả? Ghê ta. Ok, leo lên. Cậu còn vừa không làm gì đâu, nhặt má. Leo lên đó rồi. Đó. Đó. Ok ghê. Sao nó sợ tôi quá rồi ta. Rồi đi đi. Đếm lại 2. Mày đâu? Rồi. 31. 31. Đậu sĩ gì đó đậu đi. Rồi. Đậu đi. Leo lên. Leo lên, không có đứng đó chiếu, leo lên. Rồi. Bốn nước rồi nghe. 31 đó. Có còn đệm rồi đó. À, 31 thì đủ rồi, có 3 chỗ. Còn nhiều cái nước thứ 31 mới bá sáu kia nó nắm được đó. Gì mà cứ còn nước đâu mắng nhợ vậy trời. Không chiếu rồi quậy. Rồi vô chiếu cái từ ra cái giờ ra chiếu. Vô chiếu nó mệt quá. Ra chiếu vô chiếu ra chiếu vô chiếu ra chiếu vô chiếu. Chiếu quậy quậy. Ừ. Làm gì ta? Để đây luôn. Đi đây. Anh đi gì để đi. 31. Ba ông nội tao đi. Không có gì ăn đâu. Rồi đi. Đi gì rồi đi. Tao tháo đầu hồi đó giờ tao cũng mang cái gì cho trời chết tôi rồi trời. Sao nó xuống ta? Nó xuống đi. Rồi. Nó bắt pháo chạy tới mày giờ nó ở đó mà mày đặt đụng cứ. Hả? Kẹn ta đi. Nè, xuống đi, cho nó xuống. Nó xong xuống ta. Sao nó không xuống ha? Cho nó xuống nó cũng. Bắt pháo ta kêu ta xuống là sao? Cho xuống rồi xong xuống ta. Tao ít như đi giày đi chứ. Rồi xuống đi. Cho mày xuống, xuống. Qua mặt con kia không? Ờ thì đi ra quậy. 36 hả? Gần rồi. Năm mấy rồi? Đấy.
Đi qua đi. Đi nào đúng nữa ta 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 đéo thằng đó cũng tao mệt quá rồi. Bữa nay tôi quýnh cho mày chôn dù tao tổn luôn chính vậy luôn. Thấy nó ai nó chiếu rồi nó vô khó đầu hoài hoài ta. Ủa sao nó ra chi ta? Nó ra chi tôi không hiểu luôn. Ờ chết tôi. Thôi về. Thôi kệ nó đi, nó ăn gì đó. Ghê quá. Nó chiếu mình vô chết mẹ gì đâu. Không chết tay gì. Chạy vô. Làm gì kỳ tao hỏi chứ. Đi mày có dám ăn con gì đúng không, tao sợ mày, tao có sợ đi tao đứng đó đúng mà tao đéo tao đi. Đi ăn gì đó cho mày ăn đúng rồi. Mày láng chán tao bút mày đó. Đường cũng được, nó không có sữa. Kệ mày. Nó chiếu, chiếu, sao nó không chiếu ta? Mày hên quá nó không chiếu. Chiếu luôn. Tôi kể nó, giờ nào nó về xỉ rồi mình đi. Mất cỡ gì. Đó. Chiếu thử nó coi ta. Tôi kể nó, chừng nào nó phải về xỉ rồi. Nó lì à. Chừng nào về sĩ tao đi. Chiếu một cái này. Chiếu là con mẹ. Má này giờ nó chọc tao quá rồi. Rồi, mày ăn cái gì mày ăn đi. Mày ăn chả búa mày đó. Đúng là mày, mày rình tao. 50 thôi không? Ủa, sao vậy mày? Sao vô? Mày hù tao hả? Tao giọng con chuột mày là mày nghe 8 năm giờ. Nãy 50 phải không? Rồi, còn 30 giây quýnh luôn nha, tao cho mày quýnh được đấy. Không cho mày quầy nữa. Có gì mày đếm nước nha, đếm nước. Rồi. Rồi. Mày đéo con ngồi, giờ tao coi mày như cục tức vậy. Đéo con ngồi, đếm lại. Rồi, đếm lại. Rồi, giờ là quầy chắc nè. 61. Tao về đây ăn chuột mày đi đâu? Mày nè, ăn chuột mày đi đi. Đi đi, tao kêu chuột mày bằng ông nội. Ông nội đi giùm con đi ông nội. Còn tường nữa ta. Ông nội ơi, đi giùm con đi ông nội. Ăn cái gì? Vua kê tèm. Chính gì đâu. Muốn ăn người ta con tượng thì phải bỏ sĩ chứ.
em ở thành phố có cái quán nào vô quán ăn họ xin nhé, con xịn sáo mình đi chợ để chỉnh xịn sáo nè. Em ơi, ở thành phố có cái quán nào ăn không trả tiền không chị vô chứ anh dẫn này vô. Ủa mà cơ động anh thẳng mà sao mình đi chợ dữ người ta bây giờ hết cơ đi rồi hết cơ đi hết con khỉ tường phải đi tới tao xuống chốt vừa tao xuống chốt rồi tao dạy ngựa đây nè hả mày lách ra tao quất con chuột cung mày tao đứng đây nè nếu không có đi được tao ra đây hả mày ra đây mày đâu dám xuống mày xuống là tao quất con tượng cung hả mày vừa lũ xuống tao quất con mã cung mày không biết quýnh cờ tao về con ngựa đứng đây nè hả tao đi con tự hoài hả mày vừa ra cái tao quất cái phút con mã cô con chuột cung mày liền quê với ớt có cái gì đâu tao dạy ngựa tao đứng đây là mày cù luôn vô cơ tàng mày coi mấy giờ là giờ này đưa lính cũ mày được chưa động quan mới cho mày thấy 4:30 rồi nha quýnh quýnh 5:30 đi cho mày thỏa mãn ngày mai là sô mát tao giết luôn giờ này mấy giờ đánh chú 9:00 mà giờ khỏi đánh đi thằng này buông thua đi khỏi đánh mẹ nữa phải không cơ dở gì lính sô mát làm gì nữa buông thua đi tao dẫn đi ăn bún bò Huế mày mày khỏi đánh ha thành công mày khỏi đánh số mát đi để tôi dẫn ông với ông cắm đi ăn bún bò Huế đi à, chứ cậu cắm dở gì mà đánh số mát chi đánh ta ngồi ngoài ta cười thấy mẹ luôn mày con chiêu đó tao không có lên cho ngựa mà nhảy bắt tao vậy tao không có sợ tao tao muốn về nữa đi lẹ lẹ biết cậu ta ta muốn đi chứ ta đi hỏi chứ tao đi vậy tao lại được nước con phá lên đấy chứ rồi mày muốn đứng đó tao cho mày đứng đó mày làm gì tao hả làm gì kệ tao đi hỏi chi ý mày muốn đứng đó phải không rồi tao làm cái bụt cho mày về luôn đó tao đi về nè rồi gì đâu phải không tao đặng vậy con xe tao phá tao nằm chỗ đẹp tao cho con xe về nói chuyện gì đâu không quýnh lên tao nó phải quýnh tới đây hay nó qua đây nha dạ cho nó về đi về chứ có gì đâu gác này lên nhưng mà nha hết rồi con lá hạt gì nữa rồi làm gì tao chủ làm gì làm đi cho ai nói chứ chủ việc đâu mà chủ lá nó chạy ra ôi trứng dái nó nhát quá anh chạy rồi trời ơi cơ nhát quá rồi tối ngày đi bắt con không à không biết làm bi ngày đi bắt con thôi bắt con thôi cuộc đời này không biết muốn bi ai trời
bắt thằng này bắt thằng kia lại. Mày qua mượn khóa thôi, đừng đến sợ. Tao sai rồi, kê lại con ba lắm. Kê lại ba lắm rồi. Tao không đổ bao quy vậy, đổ bao quy vậy. Chạy ra. Nhát quá, rồi mới có chuyện bắt xe nè. Này nè, cũng mới đi ăn trộm nè. Này nè, tao phát chết nè, đi ăn trộm rồi. Mới đi, đi bắt con người ta không? Trời đất. Rồi đó. Ai bắt tao? Trời ơi. Ai bắt chủ được thì người ta đi hỏi chứ. Quỷ quá. Cần gì bắt? Định về chơi thôi chứ bắt làm gì? Làm gì cao mày? Mày Trọng. Trọng ơi, anh nói cho Trọng. Mày đâu vậy? Ngựa mày lên đó ngắm cảnh hả? Cơ tao có quyền tao đi chứ. Quyền gì? Quyền vô đâu mày giờ đó, mày đứng đó đi. Tao bắt mày giờ đó, quyền. Hả? Mày quen với quyền hả? Hay cái gì? Không có khen tao mày. Tao ưa mắc cỡ lắm. Cờ mà khen người không mày. Mày ngồi đó nên mày trình ăn trộm. Mày là sở trường ăn trộm. Ừ, mày giỏi. Mày tối ngày đi bắt này bắt kia. Ngày của mày kinh nhục khoảng độ 10 năm sau rồi ra. 10 năm? 10 năm thôi thì ra ngoài được. Năm chơi vô này không được ra. 10 năm. 10 năm. Không sao. Được ra chơi vô là không có được ra. Mày tin cái gì tao tao cũng không hiểu luôn. Tất cả người ta đi hỏi chi. 10 năm. Thôi. Năm năm đó đợi 10 năm rồi ra ngoài chứ giờ giờ mà chạy vô đó rồi còn đòi đi ra đâu nữa. Không được, không có được đi lung tung đâu hết á. Chết cũng rồi. Thôi, đủ mẹ sống để bắt xe. Mày là đi ăn trộm không à? Chúng tao đập mày giờ đó, không không có gì. Ừ, không. Ai tin không đây? Gió mà chạy qua đây rồi mày làm gì tao quánh mày. Chị có gì? Ngoài đi. Ừ. Ê, không đứng canh mày. Rồi mày qua phá bắt chết xe đi. Ủa? Không qua phá bắt chết xe ta. Tâm chi nữa. Làm gì vậy? Họ đã chỉ. Mất tiểu quá mày.
Trời ơi, mẹ con gì tao cũng được. Ăn gì tiền ta hỏi chứ. Rồi mẹ con gì nữa. Lên ta kiếm chuột. Ủa? Mới vừa lên kiếm chuột nó chạy rồi. Nó nhát gì vậy? Mới lên nghe nói kiếm chuột chạy mất rồi. Ai biết chuyện gì chuyện của chủ chúng đếm nước nghe thì tất nhiên là đếm rồi, cứ tối ngay cứ nói hoài chi vậy, muốn đếm nó đếm chứ có gì đâu. Chạy đi chạy nè, chạy đi. Con lại nguy hiểm. Gì cũng phải lo mà đoạn tổng thống mà lá bị hạ cái gì cũng biết cái gì đấy. Cung gì chẳng không gì đâu á, cô ta nói đi. Ê, nãy giờ mấy nước rồi nha, tao kêu đếm nãy giờ 4-5 nước đây đủ, nãy giờ tao kêu đếm nãy giờ rồi đó, 5 nước mấy gì mờ quá hết biết rồi. 72 là nãy giờ 5 nước rồi. 37 là 32 là chọn là 32 đó. Không có gì hết pin rồi kìa. Tôi thui quýnh mẹ gì nữa. Hết pin rồi kìa. Công ơi, Công ơi. Lấy đồ cái đồng hồ kìa Công. Ờ, Công ơi. Công ơi. Trời ơi. Mày chiếu quá, thui tao chiếu còn dở vậy quá. Chơi mình luôn. Ôi, vô tường này rồi. Ôi, chào anh. Cô gái lâm hồng, em chạy. Ừ, để đó, anh thủ đi, anh thủ. Làm gì ta? Lán chán lộn cô gái lâm hồng này. Quay không? Hay quá, muốn quay quá. Đi quá. Quay không? Tất cả ngã, tất cả anh chửi rồi. Oh,
Ủa, nó không ăn tự mình rồi chắc rồi. Đi đi mà Huê. Còn mà chốt đếm nước nha. Bây giờ mấy rồi? 3. Bây giờ mấy nước rồi đó? Mấy nước gì không năm kỳ vậy? Không năm giờ mà đồ nó khô đó. Thôi chứ là năm nước. Đem được cái là thôi. Làm gì mà không chó ngồi đỏ một kiền thì hồi này số năm đó đục máy bằng này cắt lên rồi đéo thấy được rồi ai biết tướng làm gì ai biết cơ ta ta muốn đi cái gì mình ta đi hỏi tí rồi vô chiều đấy cho biết rồi. Đếm lại rồi điểm lại này mười bộ nghe đâu có sợ gì mấy làm gì vậy. Còn 20 phút nữa là 5 giờ. Cái này mình về lấy được khu á, nắng sao
lên thì ăn đi, lên ăn xỉ sợ đất rồi chứ còn gì đâu, lên thì xuống. Đẹp. Mấy giờ rồi? 23. Mấy giờ đã thiếu năm đánh 5 giờ 5 rưỡi mà cứ hỏi giờ chi ha. 8 giờ rồi. 5 rưỡi gần tới rồi ông nội. 8 để thông báo đồng hồ cái. 4 giờ rồi đồng không? 4 giờ 41 phút. Ờ chứ tôi đặt 5 rưỡi tao nghĩ. Tao đem 4 bộ quế cho nó. Để ngày mai tao ta làm số mát nữa chứ. Tính vụ tao muốn cho mệt, ngày mai muốn số mát. Trời đất ơi. Để tao sức khỏe, mai tao muốn số mát. Chú Quyền trở ra khỏe chứ nhờ, mấy cái sáng nào. Anh khỏe như trâu nha. Quả như chú là khỏe đấy. Ừ, hôm nay 70 đi không nổi rồi. Còn 8 gì luôn. 91. Yeah, yeah, tao yeah. Yeah, 4 giờ, yeah, 4 giờ, 4 mấy rồi đâu nổi. Về họ về tao chơi tao lợi nhiều quá không có tưởng cái gì, tao lợi nhiều quá không có tưởng cái gì, tưởng có tưởng mày khóc rồi nè, gì đâu khóc, khóc khóc thương chồng nhau vậy thôi mà gì đâu thế tạm chủ đề đi đi ai nói gì đâu cả gì đâu khi vậy con đôi gì nữa. Bác mà mẹ không chạy đâu, bác ta kêu hoàng thầy. Mẹ chạy con. Ủa mày, mày dở quá, tao không muốn ăn mày, tại tao biết mày quen công. Tao cũng lịch sự lắm. Mày chọc tao quay á. Chạy. À, mày bỏ ngựa. Bắt chết xe mày trước á. Trời, ăn dễ quá anh công ơi. Xe nó vô cái rai rồi anh công ơi. Tưởng cái gì ghê gớm. Tưởng gì ghê gớm. Đi xuống. Mà không chết xe nè. Đụng này. Mày điên điên vừa thôi chứ đừng. Mày quýnh xe không nổi đăng gì hết trơn vậy ta. Tao lên tưởng tao